Diễn viên Mai Phương ngủ ít và phải trợ thở bằng máy. Người nhà Mai Phương tiết lộ tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên khá hơn những ngày đầu nhập viện. Cô vẫn đang được điều trị theo phác đồ của bác sĩ ở bệnh viện. Mai Phương hiện nằm điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175. Sức khỏe của cô còn yếu nên hạn chế sự thăm nom của mọi người. Khi phóng viên có mặt tại bệnh viện vào chiều 9 tháng 9, ở bên cạnh chăm sóc nữ diễn viên luôn có cha mẹ và hai người em kết nghĩa. Chia sẻ với báo, một người em của nữ diễn viên cho biết Mai Phương nhập viện được hơn một tuần nay và đang được các bác sĩ tại bệnh viện tiến hành điều trị theo phác đồ. Sáng nay chị Phương đã ngồi dậy được và ăn một ít bánh canh, dù rất mệt và đau đớn, nhưng chị ấy vẫn cố gắng kiên cường chống chọi với bệnh tật và hợp tác với bác sĩ. Những ngày qua chị Phương ngủ rất ít và khó thở, phải hỗ trợ bằng máy, em họ của cô buồn bã nói. Là người túc trực thường xuyên bên cạnh Mai Phương, cô cho biết bệnh ung thư phổi của nữ diễn viên đã chuyển qua di căn vào màng tim. Những ngày qua các bác sĩ đã tiến hành hút dịch, điều trị bằng thuốc. Các bác sĩ của bệnh viện chưa cung cấp tình trạng cụ thể cho người nhà, nên chúng tôi chưa thể chia sẻ gì thêm. Tuy nhiên, chị Phương vẫn chưa đến mức phải xạ trị hay hóa trị, người này cho biết. Nhắc đến Mai Phương, người này không kìm được nước mắt. Cô tâm sự mỗi lần ngồi ngoài hành lang bệnh viện, nhưng nghe tên bác sĩ kêu người nhà vào mà cô lại giật mình sợ hãi. Người dì ruột của Mai Phương cũng có mặt tại bệnh viện để chăm sóc cháu gái. Cô mở điện thoại và cho phóng viên xem ảnh của nữ diễn viên trên giường bệnh để hiểu thêm tình hình sức khỏe của Mai Phương. Trong ảnh, Mai Phương gầy hơn, bụng chướng và mặt có dấu hiệu phù. Cả gia đình đều xác định đây là bệnh nan y, nhưng còn nước thì còn tát. Mỗi người có một phúc phần và mong cháu tôi sẽ vượt qua được căn bệnh quái ác này. Nhìn Phương chống chọi với cơn đau mà tôi rớt nước mắt, dì của Mai Phương chia sẻ. Cô cũng cho biết trong những ngày nữ diễn viên điều trị bệnh ung thư phổi, bé La Vi được người thân đưa đón đi học. Cô bé sẽ vào bệnh viện thăm mẹ sau khi kết thúc ngày học ở trường. Theo quan sát của phóng viên, khoảng gần 17 giờ, bé La Vi được đưa vào bệnh viện. Cô vui vẻ chào mọi người rồi chạy vào thăm mẹ. Có mặt tại khoa hồi sức, diễn viên Bảo Như, ca sĩ Nam Cường và một số anh em nghệ sĩ đã đến thăm Mai Phương. Bảo Như cho biết hiện các bác sĩ chưa cung cấp tình trạng bệnh tình cụ thể đến người nhà, nên phía gia đình vẫn chưa thông tin cho báo chí. Mong mọi người thông cảm vì thời gian này Mai Phương cần yên tĩnh để điều trị bệnh và cô ấy cũng không muốn gặp người lạ, cô nói. Mai Phương bị hiện tượng ho kéo dài và đau người trước khi phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Nữ diễn viên nhập viện vào tháng 8, 2018 sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Đối diện với căn bệnh quái ác, song Mai Phương luôn tỏ ra lạc quan mạnh mẽ. Sau khi xuất viện, cô vẫn duy trì việc thăm khám tại bệnh viện. Mai Phương cũng thay đổi sinh hoạt hàng ngày để tập trung điều trị bệnh.